Đây, hiện tại thì mình đã có mặt bên trong khoang cabin của chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản kỷ niệm 100 năm của Rolls-Royce các bạn nhá, đời 2011. Đây, tắt dây an toàn và chạy thử một tí anh em ạ. Đây, ghế lái và ghế phụ các bạn sẽ chỉnh điện đây này. Đó, trượt lên trượt xuống các bạn sẽ chỉnh ở đây này. Đó, các bạn thấy không? Trượt lên này. Đó, đây, bây giờ thì mình sẽ vào số Rolls-Royce cần số để trên này các bạn này. Đó, và đi thôi anh em. V12 6.75 lít. Wow, cũng rất mạnh anh em ạ. Wow, 6.75 lít và là hút khí tự nhiên các bạn nhé. Tuy nhiên lái chiếc này các bạn phải cẩn thận bởi vì nó rất dài anh em ạ. Wow, kích thước đầu đuôi đều rất dài. Phần đầu nó cũng được làm dài cực kỳ luôn anh em ạ. Và vô lăng thiết kế đúng chuẩn theo phong cách cổ điển. Chấu rất nhỏ và lại tròn to anh em nhá. Wow, lái khá hay anh em nhá. Khá là thú vị đấy. Lần đầu tiên mình cầm lái một chiếc Rolls-Royce Phantom. Hôm nay thử là vị trí của một tài xế cho một đại gia xem như thế nào anh em ạ. Đây. Wow, cái tầm quan sát của cái chiếc Rolls-Royce Phantom này nó rất rộng anh em ạ. Cái kính lái này to dã man luôn. Và đây, bên trong thì cực kỳ yên tĩnh. Đây các bạn để mình thử đạp lên phát này. Wow, các bạn thấy không? Lên rất nhanh nhá. Wow. Lần đầu cầm lái một chiếc Rolls-Royce Phantom, nó khác so với những chiếc siêu xe anh em ạ. Nó khác một chút so với những chiếc siêu xe. Chiếc này thì các bạn sẽ lái nó theo phong cách nhẹ nhàng, êm ái, mượt mà. Bởi vì dù sao, vị trí của mình cũng chỉ là vị trí của tài xế thôi. Còn những ông chủ sẽ ngồi sau và cần một cái sự yên tĩnh và thoải mái hơn là những người ngồi ở vị trí này. Nếu như mình là một người lái xe thì chắc chắn là luôn muốn đạp thốc ga để xe nó lao phía trước. Còn với những chiếc Rolls-Royce như thế này, một tài xế là cần mang đến sự yên tĩnh, sự êm ái và nhẹ nhàng nhất cho những ông chủ của mình. Và tất nhiên những cái lúc mà ông chủ cần vội vàng, cần đi nhanh thì tài xế cũng cần phải làm được những điều mà ông chủ muốn các bạn nhé. Bây giờ thì đang làm vòng trong khu ngoại giao đoàn. Nói chung là thực sự là chiếc này ấy, nó quá là mượt anh em ạ. Kích thước của xe nó cũng rất là lớn. Đây, lại thử lên tí nữa. Wow. Và mình công nhận là chiếc này mặc dù đã lăn bánh được hơn 4 vạn, tuy nhiên cái không gian nội thất của em nó vẫn còn cực kỳ sang xịn mịn và thơm. Lần đầu cầm lái một chiếc Phantom và cái đầu xe nó dài dã man anh em ạ. Mỗi lần vào cua này mình phải lấy một cái góc rất rộng thì mới có thể vào cua được hết. Chiếc này chiều dài của phiên bản trục cơ sở kéo dài là nó hơn 6m anh em nhé. Hello hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ lên cho các bạn một siêu phẩm sản xuất giới hạn nữa các bạn nhé. Đó, đây là chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản Series 1 thế hệ thứ 7 và là phiên bản kỷ niệm 100 năm thành lập của Rolls-Royce và sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới các bạn nhé. Đây chính là một trong hai chiếc được đưa về Việt Nam thuộc phiên bản kỷ niệm 100 năm của Rolls-Royce. Đó, các bạn quan sát này, chiếc này có ngoại thất màu trắng ngọc trai. Đó, nó khác với màu trắng đục của chiếc Phantom C2 mình cũng từng quay tại Auto 568. Và phiên bản này thuộc phiên bản trục cơ sở ngắn các bạn nhé, không phải là phiên bản trục cơ sở kéo dài. Ngoại thất màu trắng ngọc trai và các bạn nhìn này, vẫn còn đẹp dã man luôn. Mặc dù đã 11 năm tuổi rồi anh em nhé. Chiếc này thì có biển số các bạn này, rất dễ nhớ, 55666. Và anh em nào tại Hà Nội mua về sang tên đổi biển thì sang tên đổi chủ thì vẫn giữ được quả biển cực kỳ dễ nhớ này. Đó, quay một vòng cho anh em chiếm ngưỡng ngoại thất của xe. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào các chi tiết đặc biệt khác biệt của phiên bản kỷ niệm 100 năm này so với một chiếc Phantom Series 1 thế hệ thứ 7 khác các bạn nhé. Lưới tản nhiệt, đèn pha và đèn gầm thì vẫn quen thuộc của Rolls-Royce Phantom Series 1. Anh em quan sát đây, lưới tản nhiệt làm từ kim loại mạ chrome và được đánh bóng thủ công 11 năm vẫn còn rất đẹp và sáng bóng. Logo Rolls-Royce thụt thò tại đầu xe đó. Và điểm khác biệt đầu tiên chính là cái logo Rolls-Royce này nó có nền màu đen, chữ trắng, khá giống với các phiên bản Black Beat sau này các bạn nhé. Và trên
phần chân của logo thủ thò này cũng có dòng chữ phiên bản kỷ niệm 100 năm các bạn này. Đó, nó được khắc ở trên cái đế của logo thủ thò này. Ngay cả cái logo này nó cũng có màu hơi ánh vàng một chút, khác biệt so với kiểu trắng chrome của những chiếc Rolls-Royce Phantom hay là Ghost hay là Cullinan thông thường các bạn nhé. Đó, sự khác biệt đầu tiên đến từ cái logo Rolls-Royce và logo biểu tượng thủ thò có dòng chữ phiên bản kỷ niệm 100 năm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần ngang của chiếc Rolls-Royce Phantom này. Ở bộ mâm 21 inch cũng có dòng chữ ám chỉ phiên bản kỷ niệm 100 năm của Rolls-Royce. Và mâm này có thiết kế 7 chấu khá giống với những chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản rồng đã từng được đưa về Việt Nam khoảng 5 đến 6 chiếc. Và đây là phiên bản kỷ niệm 100 năm cũng có bộ mâm thiết kế khá giống các bạn nhé. Tuy nhiên nó không có cái điểm nhấm nhá màu xám hoặc là màu đen. Logo Rolls-Royce hai bên thân xe ở đây chúng ta cũng có nền màu đen trên chữ trắng trên cái nền màu đen các bạn này. Và ở hai cái đường coastline hai bên thì phiên bản kỷ niệm 100 năm nó sẽ có biểu tượng thủ thò đó, quá phụ bay đó các bạn, đây này. Đó, nó được vẽ ở trên cái đường coastline hai bên thân xe. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Mặc dù 11 năm tuổi rồi, tuy nhiên chiếc Phantom vẫn rất ấn tượng với các chi tiết kim loại bạc chrome vẫn sáng bóng này. Sơn thì gần như là không khác so với thời điểm mua mới. Vị trí mở cửa từ vị trí trung tâm ở đây, nẹp kim loại bạc chrome tại cột B với 1, 2, 3 cái nẹp lớn luôn. Và cửa mở từ vị trí trung tâm anh em nhé. Đây chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá phần đuôi của em nó nhé. Thiết kế vẫn giống các phiên bản khác, riêng chỉ có chiếc logo Rolls-Royce tại cái nẹp kim loại mạ chrome này. Nó có cái nền màu đen và chữ trắng ở bên trên. Cái nẹp kim loại mạ chrome này khá to, có camera lùi các bạn này. Đó, tổng thể phần đuôi của chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản kỷ niệm 100 năm, ống xà đơn đặt đối xứng hai bên. Phía sau cũng có các cái cảm biến các bạn nhé. Đây là chiếc Rolls-Royce Phantom C2 thế hệ thứ 7 các bạn này, phiên bản EWB. Đó, quay trở lại với chiếc Rolls-Royce này, chúng ta có thể thấy đây này. Đó, đường coastline chạy hai bên thân xe có màu cam. Và nó cũng bật mí cho các bạn biết là nội thất bên trong bọc da màu gì anh em nhé. Đây là cái cửa sau của chiếc Phantom. Uầy, chiếc này được bọc da màu da bò nhấn nhá sang màu cam. Ốp gỗ tự nhiên đánh bóng thủ công ở bề mặt bên ngoài các bạn này. Và có các cái đường vân tự nhiên rất đẹp anh em nhé. Đây là vị trí các bạn nắm để đóng cửa này. Hoặc là chiếc này cũng có thể đóng cửa từ vị trí bên trong. Ở phía dưới này cũng được ốp gỗ này. Đây là cái núm điều chỉnh điều hòa cho khoang sau này, điều chỉnh nhiệt độ ở đây này, multi này, lên hạ kính này, màng loa này, phía dưới cũng được bọc da anh em nhé. Ở đây chúng ta còn một cái ngăn để đồ kín này, các bạn có thể ấn nó sẽ mở ra. Hoặc là dưới này chúng ta có một cái ngăn để đồ bên trong bọc da màu trắng. Đó, các bạn nhìn này, nẹp ốp nhựa và kim loại mạ chrome, không có cái logo đặc biệt ở đây. Mình nghĩ ở phía trên sẽ có. Đây chúng ta có hàng ghế thứ hai thiết kế theo kiểu ghế băng, được bọc da cao cấp, phần giữa được làm lõm các bạn này. Và được có những cái đường lai chia này, giúp các bạn ngồi nó thoải mái hơn. Kiểu ghế băng các bạn này, kiểu ghế băng trên Rolls-Royce Phantom thì nó thiết kế rất hay các bạn nhé. Nó được làm theo hình vòng cung. Và phía bên này nó cũng có đệm để các bạn tựa vào đây nó êm hơn. Và vị trí chính giữa chúng ta có một chiếc bệ tì tay, cụm để điều chỉnh màn hình phía trên các bạn nhé. Màn hình giải trí gắn tay tựa lưng nữa các bạn. Và một cái núm xoay đây này. Bề mặt này cũng ốp gỗ, các bạn không dùng các bạn ấn nó vào. Đây các bạn không dùng thì các bạn sẽ ấn nó vào như này, nó ẩn này, ốp gỗ này. Phía dưới này thì chúng ta còn một cụm này để điều chỉnh ghế ngồi này, có thông hơi này. Đó, và các cái tính năng cơ bản khác và được ốp gỗ các bạn này. Phía dưới này chúng ta còn một cái ngăn nữa nhé. Ngăn các bạn để đó, khay để cốc này. Bề mặt ốp kim loại mạ chrome nhìn rất đẹp. Phía bên trong thì không có gì các bạn ạ, chỉ là một cái bề mặt ốp kim loại mạ chrome thôi, không dùng đến các bạn sẽ ẩn lên như này. Phía dưới đây chúng ta có hệ thống điều hòa cho khoang sau này. Điều hòa là tự động hai vùng độc lập cho khoang sau nhé. Mỗi bên cửa sẽ đều có một cái cụm để điều chỉnh. Đây mình sẽ bước lên mình quay cho bạn xem. Đây đều sẽ có một cái cụm điều chỉnh nhiệt độ này và lượng gió này trên một cái nền ốp gỗ này. Và mỗi người hành khách phía sau đều sẽ được trang bị một màn hình giải trí gắn tại tựa lưng hàng ghế trước. Hoặc là khi các bạn để ẩn cái màn hình này xuống này. Đây các bạn để ấn cái màn hình này xuống thì nó sẽ thành một chiếc bàn làm việc với bề mặt ốp gỗ. Đây mình sẽ mở cái bên của mình ra. Đây các bạn nhìn này, bề mặt ốp gỗ tự nhiên với các đường vân rất đẹp. Và các bạn nhấc cái này lên thì nó sẽ là một cái màn hình. Tuy nhiên một tay thì hơi khó các bạn nhé. Nó sẽ như cái bên kia lúc nãy mà mình quay cho các bạn đó. Ở phía dưới này chúng ta cũng có các cái chi tiết ốp gỗ rất đẹp. Mình nghĩ là cái này nó sẽ mở được ra. À đây nó đang vướng cái thảm lót sàn. Đây mở được ra chúng ta có các cái khe cắm này.
đó, các cái khe cắm ở đây dạng tẩu thuốc và các cái rắc cắm rắc cắm như kiểu tai nghe đó các bạn, nhấc lên này. Ốp gỗ này mình rất thích cái màu gỗ trên chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản kỷ niệm 100 năm này anh em nhá. Phía trên này thì chúng ta sẽ có gì? Một chiếc gương với đèn soi hai bên, đèn đọc sách và đèn chiếu sáng cho khoang sau. Trần xe cũng được bọc da trùng màu với da tổng thể của khoang cabin cũng như khoang sau anh em nhé. Đây các bạn này, trần xe được bọc da full luôn anh em ạ. Đây, nhìn chất lượng này, tay nắm cũng làm từ chất liệu da. Đó các bạn nhìn không, chất lượng nhá. Đây, cái bên này quay cho các bạn nhìn rõ hơn này. Và chiếc này hơi tiếc thì không có bầu trời sao anh em ạ. Chỉ có cái trần được bọc da, sờ rất thích. Tựa đầu, ghế ngồi cũng được may logo Rolls-Royce này. Đó, chiếc này thì có lẽ là nó khuyến cáo chỉ đi hai người phía sau thôi, ở giữa thì không có cái tựa đầu các bạn nhé. Đây, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở cửa ghế lái và bước vào bên trong khoang cabin để khám phá không gian nội thất của em nó các bạn nhé. Đây, ở đây chúng ta có ốp gỗ này, bọc da màu da bò này, các cái ngăn để đồ này, các vị trí để điều chỉnh kính lái và các vị trí kính cửa khác các bạn nhé, đều được làm từ kim loại mạ chrome. Màng loa này, đó, tay vị trí để các bạn mở cửa từ bên trong cũng được làm từ kim loại mạ chrome rất đẹp. Và các bạn nhìn không, nội thất bên trong và thành cửa đều được bọc da màu da bò, nhìn quá ấn tượng. Ghế ngồi thiết kế quen thuộc của những chiếc Rolls-Royce Phantom hay là những chiếc Rolls-Royce khác các bạn nhé. Và trên phiên bản này thì ghế ngồi nó được chia làm các cụm này, có các cái đường rãnh giúp cho bạn ngồi nó thoải mái hơn. Ghế ngồi thì tất nhiên là chỉnh điện, tuy nhiên chỉnh điện ở đâu thì một chút mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ở đây chúng ta có tựa đầu, có logo Rolls-Royce, hai chữ R lồng vào nhau đó các bạn. Họ ghế ngồi rất to, mịn. Và đây các bạn sẽ thấy nó không có đục lỗ thông hơi các bạn nhé. Đây, mình sẽ vào bên trong khoang cabin. Wow, chiếc vô lăng tròn, chấu rất bé, tuy nhiên được làm rất to các bạn nhé, theo phong cách cổ điển. Phía trên thì cũng tích hợp một số cái phím bấm chức năng. Chúng ta phía sau thì có cụm đồng hồ hiển thị gồm một cái đồng hồ analog ở chính giữa hiển thị tốc độ này, bên này là hiển thị vòng tua máy này. Ở đây thì chúng ta có hiển thị một cái cụm khác để hiển thị nhiên liệu trong bình còn bao nhiêu và nhiệt độ nước làm mát. Đó, nguyên cái cụm trên này cũng đều được bọc da trùng với da ghế và các vị trí khác anh em nhé. Đó, rất nhiều gỗ anh em nhìn đâu. Chiếc này này, tablo giống với những chiếc Rolls-Royce Phantom khác thì nó được ốp rất nhiều gỗ. Mình sẽ quay cho các bạn này. Đây là cái nút khởi động Startup Engine. Chuyên các bạn muốn khởi động thì các bạn sẽ phải cắm chìa vào đây. Đây, mình sẽ lấy chìa khóa này. Đây là chìa khóa của chiếc Rolls-Royce Phantom này các bạn nhé. Các bạn sẽ phải cắm chìa vào đây. Sau đó các bạn ấn nút Startup Engine này thì xe nó mới khởi động. Và xung quanh chúng ta cũng có các cụm để điều chỉnh đèn ốp gỗ này các bạn nhìn. Đây, mình sẽ bật hệ thống điện lên. Đó, PRND nó sẽ hiển thị trên cái màn hình điện tử nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trên cái trụ của vô lăng này anh em nhé. Và phía sau thì chúng ta cũng còn 1, 2, 3, 3 cái màn hình nhỏ nhỏ xinh xinh khác. Nó hiển thị một số cái thông tin cơ bản để giúp các bạn lái xe một cách tốt hơn. Ở đây chúng ta nó đang hiển thị range của nhiên liệu trong bình này. Range còn 50 km. Ở phía đây chúng ta có cái nền ốp kim loại với hoa văn 3D trông cũng khá đẹp. Nó kết hợp với gỗ tạo nên sự kết hợp hòa quyện giữa hiện đại và cổ điển anh em nhé. Phía dưới này thì chúng ta có một cái hàng phím để các bạn điều chỉnh cái màn hình phía sau màn hình này. Màn hình này thì nó sẽ đang ẩn này. Ở đây là bề mặt nó đang hiển thị là một cái bề mặt kim loại và có một cái đồng hồ kim. Khi các bạn nổ máy lên ấy và cái màn hình nó sẽ lộ ra, hoặc là các bạn ấn cái screen ấy thì nó sẽ ẩn vào. Nó khá giống với những chiếc Rolls-Royce khác thôi. Cái này thì mình sẽ bỏ qua và chia sẻ các bạn nhé. Ở trên này thì chúng ta có các vị trí để điều chỉnh khác này. Một cái ngăn để đồ ở đây. Và có, wow, đây có lẽ là bà chiếc điện thoại bàn giống như ở văn phòng ở nhà đó các bạn. Còn đây là chiếc điện thoại ở trên xe luôn anh em nhé. Các bạn thấy ấn phím này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này, sao này, thăng này, gọi này, ngắt này. Đó, xịn sò chưa các bạn. Ở bên cạnh đây thì chúng ta có một cái ngăn để đồ và bọc nhung. Các bạn để đồ ở đây yên tâm là nó sẽ không bị hỏng đâu. Đó, có một cái lớp gỗ đây. Ô, các bạn đóng vào thì nó cũng sẽ ẩn đi thôi. Khó các bạn nhìn đâu. Rất khó để các bạn tìm được cái vị trí ngăn để đồ và chiếc điện thoại đó. Các bạn sẽ ấn vào đây thì nó sẽ mở ra anh em nhé. Đây là unlock và là lock hệ thống cửa này. Phía dưới chúng ta có hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Điều chỉnh nhiệt độ bằng cái con lăn này. Con lăn này.
các bạn điều chỉnh lượng gió ở đây và ở đây, đây các bạn nhé, off này, low này, max này, high và max đó, điều chỉnh lượng gió cho bên ghế lái hoặc là ghế phụ ở bên này, có các cái phím bấm phía dưới này và cái bề mặt đều được ốp gỗ. Mình rất thích gỗ trên những chiếc Rolls Royce bởi vì nó được xử lý và làm rất đẹp và được chọn rất kỹ lưỡng anh em ạ. Phía dưới này chúng ta cũng có các vị trí để đồ cũng được ốp gỗ này. Vị trí cái này có lẽ là gạt tàn thuốc lá anh em ạ. Gạt tàn thuốc lá ở đây. Và bề mặt này cũng ốp gỗ. Đây là một cái cụm để các bạn điều chỉnh cái màn hình phía trên. Nó có một cái cụm các phím bấm tắt và các núm xoay xoay để điều chỉnh cái màn hình phía trên đó. Ở phía dưới này, đây là vị trí ghế lái và ghế phụ. Các bạn nhìn đây là ghế phụ các bạn nhé. Thiết kế rất to luôn. Đó các bạn nhìn đâu, cái ghế được làm rất dày. Logo Rolls Royce tại tựa đầu. Và ghế lái, ghế phụ đều chỉnh điện. Và điều chỉnh ở đâu các bạn biết không? Điều chỉnh ở đây này. Đó, cái cụm ở phía dưới này sẽ là nơi để các bạn điều chỉnh ghế ngồi. Đây là bên lái, còn đây là bên phụ. Các bạn trượt lên này, trượt xuống này, nghiêng ngả cái tựa đầu này, nâng nâng cả cái ghế các bạn nhé. Đó, còn khi dưới này có lẽ là nghiêng ngả hoặc là sấy sưởi làm mát gì đó, các cái tính năng liên quan ghế ngồi. Và ghế ngồi cũng có nhớ hai vị trí, ghế lái, ghế phụ đều nhớ hai vị trí anh em nhé. Một cái vị trí nhỏ nhỏ xinh xinh để cái gì đó ở đây. Ở phía sau này chúng ta có một tấm kim loại và gắn phiên bản giới hạn 1/100 chiếc trên toàn thế giới. Đây, Spiritus Estarcy Century các bạn nhé, phiên bản kỷ niệm 100 năm của Rolls Royce. Đây chúng ta có One of 100, đó, 1/100 chiếc trên toàn thế giới. Đậy lại thì nó sẽ ẩn ở phía dưới. Đó các bạn nhé, lên xe tìm cái logo phiên bản đặc biệt cũng khá là khó đấy. À mình nghĩ không, mình nhớ không nhầm thì nó cũng có xuất hiện ở vị trí bên này anh em ạ. Đây mình sẽ mở cái này ra xem. Đây à, cái vị trí phía dưới này, ấn cái nút này thì nó sẽ mở cái ngăn để đồ phía dưới này. Đó, một cái ngăn để đồ các bạn để giấy tờ xe hoặc là tài liệu ở đây nhá. Khi mình ấn cái nút này thì cái này nó sẽ mở ra anh em nhá. Trên này nó có một cái dòng chữ rất dài bằng tiếng Anh, có lẽ là nó muốn giới thiệu về cái phiên bản đặc biệt hoặc là cái dòng chữ này. À, cái dòng chữ này mình đã thấy bên trong showroom của Rolls Royce rồi anh em ạ. Đó, và trên này nó được bọc ra anh em nhé. Có các cái phím bấm này các bạn dùng để lên xuống cái biểu tượng thụt thò phía trên này. Đây là thụt xuống này. Đây mình ấn thì nó đã thụt rồi này. Ấn lên này, nó lên này. Đó, các bạn nhìn thấy cái logo biểu tượng thụt thò phía trước không? Các bạn sẽ lên hạ ở đây nhé. Và phía dưới này nó còn có mở cửa cốp này. Ồ, các cái phím bấm ở đây nữa. Nó đặt ẩn ở trong một cái ngăn để đồ này các bạn ạ. Một cái ngăn để đồ bọc ra khá là kín đáo anh em ạ. Ôi, có lẽ thì đó là toàn bộ cái không gian khoang cabin của chiếc Rolls Royce Phantom phiên bản kỷ niệm 100 năm. Xe dùng động cơ V12 6.75 lít các bạn nhé. Còn có lẽ bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video từ đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và xe sang các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.